Hello, xin chào quý vị và các bạn đã theo dõi kênh của Xuân Tươi Channel. Hôm nay Xuân Tươi mời quý vị và các bạn cùng Xuân Tươi đi xem tổ khoan có gì mới các bạn nhé. Có món ăn các bạn ạ, món nướng. Let's go. Đây anh đang quay thì hôm nay Phạm Toàn cho anh em thưởng thức món gì đây nhỉ? Thịt bò ướp với cái gì đấy ông Toàn ơi? Tỏi. Gừng. Gừng, tỏi. Tỏi. Nước mắm à? Nhiều lắm, kể một số xem nào. Sa tế. Cả sa tế nữa. Gì nữa? Đi xong nó băm cả ớt. Bỉ kia nó nóng quá, nó chữ nhật nóng. Nghĩ cháy cho dầu ăn liên tục chứ nhỉ. Cái cân đây à, ngon đấy nhỉ. Nó phải nó chín từ từ thôi nhỉ. Cái kia là khác à? Nó khác à? Còn đây. Các bạn à, sau 20 phút nướng thì thịt đã chuyển màu rồi. Phạm Toàn anh làm rất là khéo tay. Liền. Thẳng cho dầu nha, không cháy. Lượng than có đủ chín không? À, phải đốt thêm. À, xong rồi chơi bên đấy chứ không chơi bên mình à? Thức ăn như Phạm Toàn à? Còn đun khoảng bao nhiêu phút nữa? Ồ, thế chín. Chín khô mất đấy nhỉ. Thời gian nó chín. Định ra xem là chín như nào. Cái này là thịt lợn. To rồi mới ngọt chứ. Thịt bò. Đang lên là ui ăn khổ. Cái đó là cất ở dưới cất hắn, họ đang là ở bản à? Cái đó là cất đâu? Hả? Cất đâu? Bò to lắm ạ. Đi xe ca về. À xe ca về đang ngoài kia chơi hả? Đi xe ca về nó đưa bọn đấy về. Đưa về trước. Đấy, bây giờ em mới thấy, em thấy mùi bây giờ mới thấy mùi. Nó đang ở đây. Đi nữa. Đang nóng mẹ gì. Ngồi đây đang nóng hết cả người. Xong có món em thấy thơm lắm này đấy. Quay rừng à? Uống thịt bò à? Dạ. Khổ quá. Vâng. Toàn phải ăn thịt thôi. Thịt bên này, bên mình thì cấm vận. Cách ly này lên, ăn này. Chân già một lúc bao giờ. Ăn nhiều cũng ngon quá. Chân về ăn thì vui. Xếp kéo mông dài. Dường vừa hôm qua. Bạn mình ăn thì thoải mái. Kéo lại, bây giờ lại kéo lại tiếp. Mình ăn thì thoải mái. Mình ăn nó thoải mái. Ngồi nhâm nhi. Đấy, cục để mình cho chuyện sang bên dưới dầu ăn với cả cái nước ướp tỏi 3 cân à, tỏi ba. Tỏi với cả cái gia vị đây cân 3 cân tầm tám với còn 20.000 nữa thẹp à. Thẹp mình mua hết tiền mình mua hết lạc luôn bây giờ cục bắp 150 cân à, tính nhập tiền Việt 150 cân quả rẻ 60 kíp đi chứ còn một mình lật thì cũng buồn. Giống này đây ăn đỏ đỏ nó ngọt bù đúng ăn như cao su còn cả xong nhiều thế đấy em đi đó không được hơi xuống nhỉ chú không được hơi chú phải vọt anh em lên ngay chứ làm sao mà lên xuống được còn chìm hết chỉ có là bụng trương nó mới nổi thôi chứ còn không bao giờ nổi được. Ba con nổi đấy, ba ngày sau mới nổi được. Em thì dân sông Mã, em không biết là em biết hơi từ lúc đang gần chưa biết mà quẩn. Ừ. Đấy. Sông Mã. Nhưng mà cứ nhảy thả tự do không bao giờ chìm. À, không bao giờ nổi. Thật luôn. Không bao giờ nổi. Sông Mã xa rời Tây Tiến. Mà khi nào bụng trung phành mới nổi. Còn không bao giờ nổi. Qua là mày 30 nước là nó ép ta ép ngực quang thể đấy là mình không đủ sức chịu đựng không xuống được thôi anh đang nói thế mà
chứ ông xuống đây, mục đích ông xuống đây để làm gì? À đúng, nó phải có ông lấy cái đấy, nhưng ông xuống không được, ông không lấy được thì ông phải lên chứ gì đấy. Đúng rồi, đúng rồi. Tìm mãi không thấy thì phải lên, bóc lên chứ. Không được. Nói, như chú bảo là xuống này xuống bình thường, anh thì xuống bị quá. Biết nước là nếu xuống mà xuống để làm gì? Ai quân trước bao đá phải leo xuống trước để ôm. Em có lặn được. Phát anh mới lặn mới thấy được. Anh mình phát lặn được. Kể đôi, được kể đôi. Thế thì cơm này. Video xin tôi xin tạm dừng ở đây. Các bạn thấy hay like, share, comment và ấn nút bên cạnh được ví những video mới nhất các bạn nha. Bye bye. Mày đi.